Chào mừng anh em trở lại với cơ khí chế tạo máy nông nghiệp Phú Hải, địa chỉ 65 Trương Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Hôm nay 28-29 tháng 8 dương, anh em chúng tôi giới thiệu đến bà con sản phẩm giày ba chảo phá lâm dành cho máy từ 50 đến 70 mã lực. Đường kính chảo là 660, chảo này là chảo phá nên độ dày chảo là 6 ly. Dàn cày này được thiết kế và dựa trên phiên bản của mẫu dàn cày DH224 và 247. Anh em và bà con cảm thấy ưng sản phẩm và phù hợp với nhu cầu của mình thì xin liên hệ trực tiếp lên địa chỉ hoặc số điện thoại là 0936975256, 0982975256. Dàn cày này là của anh Giang ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Ở trong nhà tí nữa anh cẩu nó ra đây. Đây, xe đã chờ sẵn để bốc hàng lên đường. Anh Giang đặt hàng của chúng tôi cách đây 10 ngày rồi, và đến hôm nay là hàng bắt đầu mới xong.